VFF ngắm huấn luyện viên Nhật Bản ngồi ghế nóng tuyển Việt Nam. Vị huấn luyện viên lạ mà quen này là cái tên sáng giá nhất dẫn dắt tuyển Việt Nam. Cải tổ hệ thống đào tạo bóng đá. VFF ngắm huấn luyện viên Nhật Bản ngồi ghế nóng tuyển Việt Nam. VFF có thể đang ưu tiên đến phương án chọn huấn luyện viên người Nhật Bản dẫn dắt tuyển Việt Nam thay cho ông Thu Dê. Lễ ký hợp đồng tài trợ giữa VFF với một đối tác lớn của Nhật Bản hôm 2 tháng 4 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong bối cảnh VFF đang tìm huấn luyện viên trưởng ngồi ghế nóng ở tuyển Việt Nam, mối quan hệ hợp tác kéo dài 3 năm của hai bên mở ra nhiều triển vọng. Trước đó, VFF cũng gia hạn hợp đồng tài trợ với một đối tác từ Nhật Bản khác. Sau 5 năm hợp tác, vai trò của đơn vị này là đối tác chính thức của VFF. Trên thực tế, thời gian qua VFF đã nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên từ châu Á, châu Âu, trong đó có cả những tên tuổi của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, do có nhiều thời gian tuyển chọn, lần này VFF rất thận trọng, sàng lọc kỹ lưỡng. Thường trực VFF cùng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đều có chung quan điểm về tiêu chí tuyển chọn huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên phải có uy tín, chuyên môn cao và đặc biệt hiểu văn hóa và xây dựng lối chơi phù hợp với con người Việt Nam. Với những tiêu chí này, rõ ràng các ứng viên không phải cứ nổi tiếng là có ưu thế. Nói cách khác, với những nhà cầm quân đến từ châu Âu hay châu Mỹ rõ ràng gặp bất lợi hơn trong cuộc đua đến chiếc ghế nóng. VFF tránh vết xe đổ của huấn luyện viên Philippe Thu Dê, người được đánh giá là có trình độ chuyên môn cao nhưng không phù hợp. Được biết, phần lớn các thành viên ban chấp hành VFF ủng hộ phương án tìm một huấn luyện viên Nhật Bản hoặc Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam, trong đó tỷ lệ chọn huấn luyện viên Nhật Bản cao hơn. Theo đánh giá, trình độ của các huấn luyện viên Nhật Bản, Hàn Quốc cao nhất châu Á, tiệm cận trình độ thế giới. Đặc biệt, các huấn luyện viên này rất hiểu về văn hóa Á Đông nên có thể hòa nhập nhanh khi tới Việt Nam làm việc. Ở Đông Nam Á hiện tại, tuyển Thái Lan đang dùng huấn luyện viên Nhật Bản Masatada Ishi. Dù chỉ mới cầm quân hơn 3 tháng, nhưng chiến lược gia đến từ xứ sở mặt trời mọc giúp Voi Chiến thi đấu rất ấn tượng ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026, trong đó có một trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà của Hàn Quốc. Về chuyên môn, huấn luyện viên Nhật Bản thường xây dựng lối chơi dựa vào nền tảng thể lực, di chuyển nhiều nhịp, phối hợp nhỏ rất tốt. Cách chơi này được cho là phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam. Bóng đá Việt Nam không đẳng cấp bằng Nhật Bản, nhưng chắc chắn sẽ học hỏi, lĩnh hội được những tinh hoa từ một nhà cầm quân đến từ đất nước này. Ngoài ra, nhiều chuyên gia nêu quan điểm, muốn thực hiện giấc mơ World Cup, tuyển Việt Nam không nhất thiết phải học hỏi ở nơi nào quá xa, mà học ở những nền bóng đá phát triển tại châu Á và có nhiều sự tương đồng như Nhật Bản. Về vấn đề tài chính cũng như mối quan hệ hợp tác, quay lại câu chuyện VFF ký hợp đồng dài hạn với các đối tác Nhật Bản thời gian qua, có thể là một bước đi có mục đích rõ ràng. Từ nay tới tháng 6, trước khi tuyển Việt Nam đá hai trận còn lại của bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq, VFF sàng lọc các ứng viên và chọn người phù hợp nhất. Trong trường hợp chưa có ai ưng ý, VFF khả năng dùng huấn luyện viên tạm quyền như trường hợp của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở đội U23 Việt Nam. Vị huấn luyện viên lạ mà quen này là cái tên sáng giá nhất dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino được xem là ứng viên sáng giá dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Thu Dê, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF lập tức lên kế hoạch tìm nhà cầm quân mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo tìm hiểu, gần đây VFF đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ các ứng viên. Đáng chú ý trong số này có cả tên huấn luyện viên Akira Nishino. Huấn luyện viên Akira Nishino được xem là một trong những nhà cầm quân đẳng cấp bậc nhất châu Á thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt Gamba Osaka vô địch G-League 2005 và AFC Champions League 2008. Vị chiến lược gia sinh năm 1955 có hai lần được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất G-League, đồng thời ông cũng là huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á 2008. Năm 2018, dù chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị, nhưng huấn luyện viên Nishino vẫn giúp tuyển Nhật Bản vượt qua được vòng bảng World Cup. Tại vòng 16 đội, Samurai xanh của huấn luyện viên Nishino chỉ chịu khuất phục trước đội tuyển Bỉ hùng mạnh. Nhưng sau đó, nhà cầm quân 68 tuổi bất ngờ chia tay đội bóng xứ mặt trời mọc và chuyển sang Thái Lan làm việc giai đoạn 2019-2021. Trong thời gian làm việc ở xứ chùa vàng, huấn luyện viên Nishino đã có những tác động tích cực và tạo ra tiền đề để bóng đá Thái Lan phát triển. Trong khi đó, sau thất bại với huấn luyện viên Thu Dê, VFF đang muốn tìm một nhà cầm quân người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tiêu chí VFF đưa ra là huấn luyện viên này phải có uy tín, trình độ chuyên môn cao và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Xét theo những yêu cầu này của VFF, huấn luyện viên Nishino chính là cái tên phù hợp nhất. Về đẳng cấp hay kinh nghiệm của nhà cầm quân người Nhật Bản là điều không cần phải bàn cãi. Cạnh đó, cựu huấn luyện viên Thái Lan có sự am hiểu về bóng đá châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam. Nên có thể nói rằng, vị chiến lược gia này chính là một trong những ứng viên phù hợp nhất với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Nhưng điều này cũng chỉ mới là lý thuyết và VFF chắc chắn sẽ có những tính toán kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định. Cải tổ hệ thống đào tạo bóng đá.
Việc kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Philippe Thuzier chưa phải là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong thời điểm các cầu thủ kỳ cựu đã xuống phong độ mà lứa cầu thủ kế cận chưa đủ độ chín. Để có các đội tuyển quốc gia mạnh, bóng đá Việt Nam cần cải tổ hệ thống đào tạo trẻ và cần sự thay đổi từ chính các câu lạc bộ. Nền bóng đá quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào hai yếu tố cốt lõi là chất lượng của đội tuyển quốc gia và chất lượng của các đội bóng cấp câu lạc bộ. Trong những năm gần đây, hệ thống đào tạo bóng đá trẻ quốc gia đã được cải thiện khá rõ nét khi có đủ các giải đấu từ U11 đến U21. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bóng đá, việc mỗi năm chỉ có một vài giải đấu ở mỗi độ tuổi như vậy và dù đã tổ chức hai lượt trận ở vòng loại thì vẫn quá ít cơ hội cọ sát cho các cầu thủ, nhất là các cầu thủ được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp. Theo điều kiện địa lý trải dài từ Nam ra Bắc, việc tạo điều kiện thi đấu cọ sát cấp độ quốc gia giữa các đội bóng hiện đang tập trung nhiều tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là rất khó khăn. Giải pháp được đưa ra là nên tổ chức nhiều giải đấu ở cấp khu vực như miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Song mọi vấn đề đặt ra là kinh phí tổ chức. Việc thiếu kinh phí còn ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác như vấn đề dinh dưỡng cho các cầu thủ trẻ, thậm chí là thiếu huấn luyện viên giỏi cho các tuyến đào tạo trẻ. Để làm tốt việc đào tạo trẻ thì yếu tố quyết định vẫn là các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ bóng đá hiện đã hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp và họ chính là ông chủ của các cầu thủ trẻ được đào tạo để làm cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dù bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã phát triển hơn 10 năm, thậm chí từng có thời điểm được đánh giá là tốt nhất khu vực Đông Nam Á, song không ít câu lạc bộ vẫn đang tồn tại bấp bênh, có thể giải thể hoặc sống lay lắt nếu bị ông bầu bỏ lờ. Hầu hết câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam đều chưa tự túc được nguồn kinh phí mà chủ yếu sống dựa vào tài trợ của các ông bầu, cho nên cốt lõi của bóng đá Việt Nam vẫn là các câu lạc bộ. Ở các nước châu Âu, các câu lạc bộ mạnh đều có sự tài trợ của các tỷ phú và các nhãn hàng nổi tiếng,